tạm biệt Hà Nội. Gói ghém hành trang rời quê hương vào một ngày mùa thu, tôi mang trong mình rất nhiều cảm xúc lạ thường, buồn có, vui có, hân hoan lo lắng, tất cả đều có trong tôi. Đặt chân đến nước Đức, cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi đây rất thanh bình và tươi đẹp. Ở đây tôi được đi bộ rất nhiều, ngắm phố phường, đi bộ ngắm thiên nhiên, ngắm những dòng sông và mặt hồ thơ mộng. Động vật nơi đây sống rất chan hòa với con người, khí hậu cũng trong lành. Bên cạnh đó, tôi cũng gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngôn ngữ là một trở ngại lớn với bất kỳ một ai khi đặt chân đến một đất nước xa lạ. Rồi mùa đông cũng đến, mùa đông lạnh và ảm đạm, khiến cho những người con xa xứ như tôi cảm thấy nhớ gia đình nhiều hơn. Nhiều lúc ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi, tôi lại tự hỏi bản thân mình, nhiều hoài bão hay an phận thì tốt? Chắc mỗi người sẽ có câu trả lời riêng khác nhau, nhưng tôi thì nghĩ. Rồi thời gian qua đi, tôi sẽ có câu trả lời của riêng mình.